Ý khác. Thưa quý vị, hôm nay thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với ông Phương, một cán bộ khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường là ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giá đất Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nghĩa đã bị bắt trước đó trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Theo Bộ Công an, Phó Cục trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan. Nắng nóng quay trở lại khu vực miền Bắc khiến việc tiêu thụ điện năng tăng mạnh trở lại. Vào ngày 28 tháng 5, sản lượng tiêu thụ điện của cả nước đạt 1,0019 tỷ kWh, đây là mức cao nhất trong lịch sử. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, công suất lớn nhất là 45.450,8 MW vào lúc 14 giờ chiều. Công suất này chưa vượt qua đỉnh của đợt nắng nóng vào cuối tháng 4, tương đương 47.670 MW. Tuy nhiên, sản lượng điện tiêu thụ cả ngày lại cao nhất trong lịch sử, lần đầu vượt mốc 1 tỷ kWh. Vào năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất cả nước là 940 triệu kWh một ngày. Sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội hôm ngày 28 tháng 5 là 98,77 triệu kWh, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 95,86 triệu kWh. Các mức tăng trưởng cao về nhu cầu tiêu thụ điện hiện nay cũng là thách thức trong việc vận hành hệ thống nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định và an toàn trong năm nay. Riêng tại khu vực miền Bắc, nhu cầu tiêu thụ điện vẫn tiếp tục tăng lên, gây áp lực cho việc cung cấp điện trong những đợt nắng nóng cao điểm có thể diễn ra trong thời gian tới. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã công bố sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân từ ngày 3 tháng 6 tới. Điểm đáng chú ý là mức giá vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới. Sau khi tổ chức thành công 6 phiên đấu thầu vàng miếng, hiện mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới hiện vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Trong các nguyên nhân, không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp, thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước quyết định sẽ dừng đấu thầu vàng miếng, chuyển sang tăng cung cho thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại. Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng nước ở trong nước và giá vàng thế giới về mức phù hợp và bền vững. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thành công 6 phiên đấu thầu vàng miếng SJC, cung ứng 48.500 lượng vàng ra thị trường. Nhưng điểm đáng chú ý là giá vàng SJC mà Ngân hàng Nhà nước bán ra thường xuyên cao hơn giá vàng thế giới từ 10 triệu đến 16 triệu đồng một lượng. Vì vậy, hiện người dân, nhà đầu tư mong chờ nhất là mức giá bán vàng miếng SJC từ Ngân hàng Nhà nước cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Ngay trong sáng ngày thứ hai tới, tức là ngày 3 tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại nhà nước theo mức giá do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới. Và các ngân hàng thương mại nhà nước với mạng lưới rộng khắp của mình thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, cơ quan này quyết tâm và đủ khả năng để bình ổn thị trường. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp một cách bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 34 quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn của thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024. Đáng chú ý, với dân số nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người trên một căn hộ, các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơ sở để phê duyệt các dự án trong thời gian tới. Tuy nhiên, về lâu dài, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng bởi khi nâng chỉ tiêu về nhà ở, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều dự án được phê duyệt. Khi đó, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ và bong bóng bất động sản. Xét theo chỉ tiêu 3,6 người một căn hộ, thì căn hộ một phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ 25-45m2, tính một người, căn hộ hai phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70m2, tính hai người.
Tuy nhiên, theo người dân, không phải ai cũng có điều kiện để có thể đáp ứng được chỉ tiêu này. Với cái diện tích như nhà mình là cũng 70 mét ấy thì mình cũng thấy là bình thường. Còn lại là diện tích mà những cái nhà mà người ta không đủ tài chính để mua thêm diện tích to ấy thì người ta vẫn sống mà 2-3 thế hệ là vẫn thấy ok mà. Nếu mà theo quy định của thành phố mà cho một căn hộ khoảng tầm 70-80 mét vuông, thật ra mà quy định cho 3 người ở trong một gia đình thì nó rất là bất cập. Thật sự là dân cư mà từ các tỉnh thành hay là ở các nơi đến để mua, không phải ai có đủ điều kiện. Xét về phương diện pháp luật, theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư thành phố Hà Nội đưa ra không phải là cơ sở để xử phạt, xử lý vi phạm. Đồng thời, dù các quy định này dựa trên cơ sở, chính sách riêng của luật thủ đô, tuy nhiên, hiện nay, luật cư trú cũng đã quy định rõ về diện tích ở tối thiểu của người dân. Và cái chỉ định hướng chỉ tiêu này thì nó là trong tương lai và nó liên quan đến quy hoạch, lập quy hoạch về xây nhà chung cư, chứ không phải là cái quy định để làm căn cứ là xử phạt xử lý cái người vi phạm. Vấn đề thứ hai nữa là, và hiện nay luật cư trú thì đang quy định là cái diện tích tối thiểu của người dân là ở đô thị là 15 m². Báo cáo quy hoạch thủ đô cho biết, thống kê nhà ở năm 2020, Hà Nội có 225 triệu m2 sàn, diện tích trung bình đạt 27,25 m2 một người, vượt mục tiêu đề ra 26,3 m2 một người. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dân vẫn phải ở trong những căn hộ chật hẹp, trong khi hàng loạt các dự án chung cư tại Hà Nội sau khi xây dựng hàng chục năm vẫn chưa đi vào hoạt động. Bởi vậy, theo các chuyên gia, mục tiêu 3,6 người trên một căn hộ hiện nay là không cần thiết, vì khi nâng chỉ tiêu về diện tích ở của người dân trong một căn hộ, đồng nghĩa với việc sẽ có hàng loạt các dự án mới được triển khai. Chúng ta có rất nhiều nhà ở, rất nhiều sàn nhà ở nhưng mà thiếu nơi ở. Thì đưa ra những cái tiêu chuẩn như này phải chăng là rào cản để cho mở đường cho việc là mở rộng thêm các cái khu đô thị mới, san đất, san nền, vay tiền, tập trung tài sản xã hội để đầu cơ bất động sản. Các chuyên gia nhận định, về lâu dài, để nâng cao chất lượng cuộc sống và đạt mục tiêu diện tích nhà ở tối thiểu, đặc biệt với đối tượng người có thu nhập thấp, thì việc ưu tiên phát triển dự án nhà ở xã hội cần được chú trọng. Bên cạnh đó, cần có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung với loại hình đô thị hóa tự phát quanh trung tâm Hà Nội, có bán kính dưới 10 km, nơi đang có mật độ dân số và nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian qua, tình trạng xe buýt vi phạm luật giao thông đường bộ dừng đỗ đón khách không đúng nơi quy định đã gây cản trở phương tiện giao thông khác. Để xử lý triệt để tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử phạt các hành vi vi phạm giao thông của các tài xế xe buýt gây nguy hiểm cho hành khách và những người đi đường. 16 giờ tại điểm dừng đỗ xe buýt đoạn qua cổng viện Bạch Mai, Giải Phóng, Hà Nội. Với tuyến đường xe cộ qua lại đông đúc, nhiều xe buýt dừng đón trả khách không đúng vị trí đã gây xáo trộn giao thông tại khu vực. Các trường hợp này đều đã bị yêu cầu dừng xe và xử lý. Thực ra là mình nói thẳng ra là cái tuyến 28 này thì nó chạy qua nhiều điểm như kiểu cái bệnh viện E ấy, thì có khi phải đỗ giữa đường bởi vì lề đường là taxi nó đỗ hết rồi thì tạt ở đâu được. Mà tạt vào thì cũng không ra được. Không biết thấy các đồng chí công an bảo là đỗ bị cách điểm xa, xe máy nó lên nó vượt, nó thấy rộng, có thể nó vượt nên nó đâm vào người ta. Đấy, nhắc nhở là đúng rồi. Em đi một số xe thì vẫn còn kiểu như là đến điểm dừng nhưng mà không dừng hẳn, kiểu nó đi rất là nhanh nhẹn, nó lướt qua thôi, khách lên còn chưa kịp. Xe cửa vừa mở, anh lái xe lao luôn một phát cái, đấy, thế là cũng ngã xuống, ngã sóng xoài, may có thanh niên nó ngồi trên này, nó đứng ở trên này, nó dựng xe này nó ra, nó đỡ cho cô. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt trường hợp xe buýt vi phạm giao thông đã bị xử lý, chủ yếu là các lỗi dừng đỗ cách xa lề đường quá 0,25 mét, vượt đèn đỏ. Các lỗi vi phạm này sẽ bị xử phạt từ 500 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Ngoài ra sẽ bị gửi thông báo vi phạm đến đơn vị chủ quản. Địa bàn đội giao thông số 4 quản lý thì có rất nhiều tuyến xe buýt chạy qua địa bàn và có rất nhiều cái nơi bệnh viện lớn của trung ương và thành phố để xe buýt đưa đón người dân qua bệnh viện để khám chữa bệnh. Những cái trường hợp mà gây cản trở giao thông và dừng đỗ sai quy định. Còn đối với những tài xế xe buýt nói lý do là do các xe dừng đỗ trái quy định mà xe buýt không thể vào bến được, đó chỉ là lý do của họ thôi. Còn chúng tôi đã kiểm tra và cương quyết xử lý. Không
Không chỉ bằng hình thức kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng còn xử lý qua hình ảnh camera giám sát để không làm ảnh hưởng tới lộ trình đi lại của hành khách. Qua đó cũng có chế tài răn đe, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin bằng hình ảnh, clip các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024 3942 4451 hoặc tài khoản Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Chính phủ đang trình